kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chuyên gia kinh tế bị ngã ngửa bởi giá nhà đất. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng tốc độ tăng giá nhà quá kinh khủng. Ông Nghĩa thừa nhận giá nhà quá cao khiến người dân khó sở hữu được nhà. Hiện nay, có những dự án chung cư mới, giá đã lên tới 280 triệu trên mét vuông. Dự án có giá 100 đến 120 triệu trên 1 mét vuông là bình thường. Mức giá này, bản thân tôi cũng không thể nào mua nổi. Ông Nghĩa cho rằng, thực trạng này là một bước lùi về chiến lược xử lý thị trường bất động sản, về nhà ở. Ông cũng lo ngại, với tình hình thị trường, bây giờ sẽ xảy ra bong bóng như phân khúc đất nền cách đây vài năm. Theo đó, ông Nghĩa cho rằng nên thiết kế một gói hỗ trợ mới và phải làm thật bài bản. Qua tham khảo một số nước phổ cập về chiến lược tài chính, nhà ở thực hiện thông qua ngân hàng như Việt Nam, ông Nghĩa cho biết ở Singapore, lãi suất phải do chính phủ đề ra, kỳ hạn cực kỳ hấp dẫn, từ 30 đến 36 năm. Lãi suất người mua phải trả 2% trên năm, còn phần lãi trên do chính phủ tài trợ. Trong khi đó, Việt Nam lại làm ngược lại. Lãi suất chỉ được hỗ trợ 3 năm, hết niên hạn lãi suất thả nổi rất cao, thời gian cho vay lại quá ngắn. Điều này là một cản trở đối với người nghèo muốn mua nhà. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho biết, từ năm 1990 tới giờ, giá vàng ở Việt Nam tăng 30 lần, thế giới cũng tăng 30 lần. Trong cùng khoảng thời gian này, giá bất động sản ở Mỹ đến nay tăng 100 lần. Còn giá bất động sản ở Việt Nam tăng từ 100 đến 400 lần. Ông Nghĩa cho biết, điều đó cho thấy rằng đây là một trong những thị trường có tốc độ tăng nóng nhất, trong khi giá trị sử dụng không đổi. Một miếng đất 10 m2 từ năm 1990 thì đến nay vẫn chỉ 10 m2, nhưng tiền đổ vào thì rất lớn. Vì vậy, tiền là vấn đề rất gay go đối với thị trường này. Tôi nhớ tôi mua một căn nhà liền kề 100 m2, năm 1990 hết 56 triệu đồng. Bây giờ người ta gạ mua 20 tỷ mà bà xã không chịu bán. Tốc độ tăng giá quá kinh khủng, ông Nghĩa nói. Chuyên gia kinh tế bị ngã ngửa bởi giá nhà đất cũng thể hiện độ nóng về bất động sản. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho biết, qua khảo sát, có hàng nghìn dự án đang đắp chiếu nằm ở Hà Nội, lãng phí vô vàn đất đai và tài nguyên. Phần lớn trong số đó là do khó khăn về tài chính, còn lại là những khó khăn về thủ tục. Cho nên, tài chính đối với thị trường bất động sản là một vấn đề khá lớn. Mấy năm gần đây, chúng ta có một nguồn mới là nguồn trái phiếu doanh nghiệp. Nhiều cái tập đoàn lớn của Việt Nam đã nhảy vào khu vực này. Thế nhưng, do nhiều khó khăn nên rất nhiều tập đoàn trong số này đã gặp khó khăn về thanh khoản. Từ đầu năm đến giờ, số lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các tập đoàn bất động sản vượt xa của các ngân hàng thương mại, chiếm tới 80% tổng số lượng trái phiếu được phát hành. Tất nhiên, khối lượng không nhiều, chỉ 7.000 đến 8.000 tỷ, nhưng dù sao, điều đó cũng chứng tỏ vẫn còn một số các tập đoàn bất động sản đã khắc phục được trái phiếu cũ và phát hành thêm trái phiếu mới. Cũng có những doanh nghiệp xưa nay bị vướng về mặt pháp lý, vừa rồi được tháo gỡ, cũng bắt đầu phát hành trái phiếu. Theo ông Nghĩa, nhiều gói hỗ trợ hiện nay không thiết thực, không giải ngân được. Thay vào đó, ông cho rằng cần thiết kế một gói mới thật bài bản để thế hệ con cháu có cơ hội sở hữu căn nhà của riêng mình, thay vì phải sang nước khác tìm nhà như tình trạng ở Bỉ đang diễn ra. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 1 2024 của công ty Property Guru Việt Nam, sau 6 năm, tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên đến 70%. Cụ thể, chung cư ở Hà Nội có giá trung bình 46 triệu đồng trên mét vuông, còn giá chung cư thành phố Hồ Chí Minh là 48 triệu đồng trên mét vuông. Trong khi đó, thời điểm đầu năm 2018, giá rao bán chung cư Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ là 27 và 31 triệu đồng trên mét vuông. Còn theo báo cáo quý 1 2024 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS, đối với phân khúc nhà ở, nguồn cung quý 1 2024 đạt 20.541 sản phẩm. Trong đó có 4.300 sản phẩm mới hoàn toàn, còn lại là hàng tồn kho của các giai đoạn mở bán trước đó. nhiều dự án bất động sản đồng loạt khởi công với quy mô hàng chục nghìn hectare đến hàng tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã bắt đầu rục rịch với kế hoạch bùng hàng. Về giao dịch, trong quý ghi nhận có 6.200 doanh nghiệp, tăng 8% so với quý 4 2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý 4 2023 và 19% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án căn hộ chung cư có giá dưới 50 triệu đồng trên mét vuông, gần như ra là hết. Trong khi các dự án căn hộ chung cư ở phân khúc hạng sang có độ hấp thu chậm hơn. Theo thống kê của CBRE, tại Hà Nội, phần lớn nguồn cung mới tiếp tục ở phân khúc cao cấp đã đẩy giá bán sơ cấp chung cư Hà Nội lên cao. Giá bán sơ cấp trung bình tại Hà Nội hiện đạt 56 triệu đồng trên mét vuông, chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì, tăng 5% theo quý và 19% theo năm. Trước tình trạng giá nhà chung cư leo thang như hiện nay, các chuyên gia cũng đưa ra những chia sẻ, nhận định về thị trường này. Lý giải việc giá chung cư xảy ra tình trạng như hiện nay, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng giá chung cư dù cao nhưng vẫn sẽ còn tăng vì nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu ở thực tăng không ngừng. Trao đổi với phóng viên báo Công Thương, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Saville Hà Nội cho biết, chính vì quỹ đất trong nội bộ hạn chế, việc phê duyệt chậm hơn nên giá các căn hộ bị đẩy lên, đặc biệt là căn hộ có chất lượng tốt, thuận lợi về đường xá, hạ tầng xã hội, bệnh viện, trường học. Chưa kể, các căn hộ chung cư thường giữ giá, tăng giá. Do đó, đối tượng mua căn hộ mở rộng hơn, không chỉ mua để ở mà mua để đầu tư vì các kênh đầu tư khác không thực sự hấp dẫn. Đầu tư vàng, nhiều rủi ro, tiền gửi ngân hàng, lãi suất thấp. Đầu tư nhà ở thấp tầng, không thể đầu tư vì giá đang ở ngưỡng cao. Trong khi đó, căn hộ chung cư đạt được nhiều tiêu chí, an toàn, pháp lý đầy đủ, giá hợp lý, có thể tăng giá và giữ giá, nên vẫn đảm bảo giá trị bất động sản và dòng tiền. Hiện nay, trên thị trường sơ cấp, giá căn hộ đang ở ngưỡng cao 59 triệu đồng trên mét vuông, tăng hơn so với quý trước, cũng như thị trường năm ngoái và thị trường căn hộ thứ cấp, giá 42 triệu đồng trên mét vuông. Trong thời gian sắp tới, người mua nhà và các nhà đầu tư cần chú trọng khi mua chung cư, tránh mua vội, giá tiếp xúc tăng, cần tính toán về kỳ vọng lợi nhuận và cần xem xét kỹ giá có thực sự tương xứng với chất lượng sản phẩm, bà Đỗ Thu Hằng nhấn mạnh. Ở một chiều thông tin khác, theo Bộ Xây dựng, thời gian gần đây, báo chí có phản ánh tại một số khu vực, dự án, khu nhà chung cư có căn hộ tăng giá với mức bất thường, có hiện tượng thổi giá, làm giá, đầu cơ. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn, đặc biệt tại các dự án, khu chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có. Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có báo cáo gửi về Bộ trước ngày 20 tháng 4. Thông tin về hiện tượng không ít nhà đầu tư đi săn đất đai tại các vùng ven các thành phố lớn, những địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao. Ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Home cho biết, các thửa đất có giá dưới 2 tỷ đồng tại vùng ven, có pháp lý đảm bảo, hạ tầng tiện ích, có sẵn cho thấy mức giá tăng tới 40%. Còn phân khúc nhà thấp tầng có mức giá dưới 10 tỷ đồng phục vụ nhu cầu ở chỉ ghi nhận mức tăng giá khoảng 3%, trong khi với căn hộ chung cư giá dưới 3 tỷ đồng, mức tăng khoảng 5-10%. Ông Lê Đình Chung cũng cảnh báo thị trường một số nơi đang có hiện tượng tăng giá một cách vô căn cứ. Do đó, nhà đầu tư cần lưu ý để tránh cuốn theo những cơn sốt ảo, nhất là khi thị trường mới đang giai đoạn hồi phục. Ông Nguyễn Văn Minh, một nhà đầu tư cho biết, mặc dù thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn và thanh khoản có trồi sụt do rào cản về pháp lý vẫn chưa được gỡ bỏ, nhưng giá chào bán căn hộ tại một dự án cùng một loại căn hộ trên các trang mua bán bất động sản khác nhau, thậm chí trên tới hàng trăm triệu đồng. Việc làm giá ảo của người bán thời gian qua trên thị trường để thiết lập mặt bằng giá mới cho thấy thị trường bất động sản vẫn còn tồn tại tình trạng nhà đầu tư đu theo phong trào tâm lý đám đông, ông Minh nói. Ở góc nhìn của doanh nghiệp, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Easy cho rằng thị trường bất động sản rất sôi động, nhưng là sự sôi động trên truyền thông và mạng xã hội. Giá cả liên tục thay đổi, giá ngày hôm sau cao hơn ngày hôm trước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng giao dịch đã sụt giảm với lý do giá bị thổi cao quá. Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, mới có dấu hiệu phục hồi, thu nhập việc làm của người dân chưa ổn định, mà giá tăng mạnh là bất thường, dấu hiệu của bong bóng. Mức giá tăng nóng trong thời gian ngắn không có cơ sở được nhận định có dấu hiệu tạo thông tin nhiễu loạn từ các nhóm đầu cơ thổi giá nhằm trục lợi. Do đó, người mua và các nhà đầu tư bất động sản cần tỉnh táo, lựa chọn các sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và pháp lý đảm bảo. Tuyệt đối không lao theo các cơn sốt phong trào đám đông, ông Nguyễn Văn Đính khuyến nghị. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!